Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra xét xử phúc thẩm các đối tượng trong đường dây mại dâm ngàn đô, quy tụ nhiều chân dài từng là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, sinh viên mà Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá vào đầu tháng 4 năm 2015. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Yến, 26 tuổi, quê Tiền Giang, là người mẫu, diễn viên tự do, mức án 1 năm 9 tháng tù giam. Lê Thị Bảo Trân, 27 tuổi, quê Tiền Giang, là người mẫu, 2 năm tù giam. Cùng các bị cáo, Đặng Thị Ánh Đào, 25 tuổi, quê Kiên Giang, Nguyễn Thị Diệu Huyền, 24 tuổi, ngụ quận 3, đều là sinh viên, cùng mức án phạt 1 năm 6 tháng tù về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, ở phiên xét xử sơ thẩm cuối tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tú ông cầm đầu đường dây này là Lê Bảo Lộc, 43 tuổi, ngụ quận 5, là đạo diễn kiêm chuyên gia đào tạo người mẫu, mức án 4 năm tù giam cùng về tội danh nói trên. Đường dây này được xác định là do Lộc cầm đầu và tổ chức. Được biết, thông qua mối quan hệ trong giới giải trí, ban đầu Lê Bảo Lộc sắp xếp cho nhiều chân dài là diễn viên, người mẫu, ca sĩ bán dâm cho các đại gia với mức giá ngàn đô mỗi lần. Về sau, các cô gái này đã quen đường đi nước bước nên kéo theo nhiều đồng nghiệp khác tham gia bán dâm để nhằm hưởng tiền công môi giới. Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, Hải Yến, Bảo Trân cùng hai nữ sinh viên đều là các tú bà trong đường dây mại dâm nói trên đã bật khóc nức nở khi bị hội đồng xét xử tuyên án.